Kính chào quý vị. Từ ngàn xưa, cuộc sống của người vẫn luôn có sự hỗ tương, gần gũi với thiên nhiên và cỏ cây hoa lá. Một chiếc lá rơi, một nụ hoa hé mở, luôn đem đến bao xúc cảm trong lòng người trăn thưởng. Cứ mỗi một mùa trong năm, đều luôn có rất nhiều các loài hoa nở rộ. Mỗi một dân tộc đều có một loài hoa lá đặc trưng được trân quý lấy làm biểu tượng. Tại một số nước trong khu vực Đông Á, cứ mỗi độ xuân về, ta lại thấy những cành mai bất chấp sự khắc nghiệt của thiên thời, giữa sương xa giá rét vẫn bung nụ, khoác áo khoe mình rực rỡ sớm nhất giữa muôn loài hoa. Là một loài hoa của mùa xuân, nhưng mỗi một đất nước lại có rất nhiều các vùng khí hậu và thổ nhưỡng khác nhau, đều có những tên riêng và chủng loại khác nhau. Trong đề tài này, Thắng trân trọng gửi đến quý vị ba phần. Phần một là cách nhận biết hoa đào, hoa đào, hoa lê, hoa lý, hoa may mặn và hoa mơ. Phần hai là hoa may mơ trong đời sống của nhân dân các nước vùng Đông Á. Phần ba là hoa may vàng tại một số nước trong khu vực Đông Á và Việt Nam. Phần 1. Cách nhận biết hoa đào, hoa đào, hoa lê, hoa lý, hoa may mặn và hoa mơ. Thoạt nhìn, cứ mỗi độ xuân về, các loại hoa anh đào, hoa đào, hoa lê, hoa lý, hoa may mặn và hoa mơ cứ đua nhau khoe sắc. Trên thực tế, mỗi loại cây đều có một thời kỳ ra hoa cụ thể và sẽ nở vào một thời điểm tương đối cố định hàng năm. Nhìn chung, phần lớn các dạng hoa đều lưỡng tính và mọc thành chùm từ 2 đến 3 hoa, chẳng hạn như hoa đào và hoa lý. Hình dạng hoa đều gần giống nhau, đều thuộc cây họ Rosaceae, Chiphyrus và Furunus. Các cánh hoa chủ yếu có màu hồng, đỏ và một số màu trắng. Vậy làm sao chúng ta có thể phân biệt được rõ ràng, cụ thể, chi tiết của từng loại mà không nhầm lẫn? Hôm nay, Thắng sẽ cùng với các anh chị điểm qua để chúng ta có thể so sánh sự khác biệt của từng loại. Thì chắc chắn sẽ không thể nào lầm lẫn khi chúng ta dạo xuân, thưởng hoa giữa muôn loài lúc Tết đến xuân về. Thứ nhất, hoa anh đào, tiếng Trung đọc là Yin Hoa, tiếng Anh là Cherry Blossom, tiếng Latin là Furunus serrurulata. Đây là loại cây có lá đơn, mọc cách, phiến lá có hình bầu dục giống trái xoài, dài từ 5 đến 13 cm, rộng 2,5 đến 6,5 cm với cuống ngắn. Mép lá có răng cưa kép, đầu lá nhọn, lá già và những chồi cây cũng có màu đỏ, nhưng kích thước to hơn lá hoa đào. Vào cuối mùa thu thì lá chuyển sang vàng, đỏ hay đỏ thắm trước khi rụng. Hoa mọc thành cụm từ 2 đến 5 hoa tại các mắt trên các chồi ngắn với cuống dài, khiến cho hoa khi nở ít chang chút hơn. Về phần cuống thì chúng ta có thể nhớ một cách đơn giản theo thứ tự độ dài là hoa đào dài nhất rồi mới đến hoa lê. Đài của hoa đào thì không cứng, đây là điểm khác biệt trực quan nhất so với các loài hoa khác. Hoa đào khi nở thì có lá cùng ra một lần, hoặc ra lá trước rồi mới nở hoa sau. Hoa thường mọc thành cụm từ 3 đến 6 hoa. Hoa đào thuộc chi Furunus là một chi thực vật rất phong phú về chủng loại, bao gồm hơn 300 loại khác nhau. Hoa của chúng có hai kiểu, kiểu cánh đơn và kiểu cánh kép. Màu sắc chủ yếu là trắng, hồng, đỏ. Các cánh hoa thì có dạng hình trứng hay bầu dục, và ở đỉnh thì thường có lỗn khuyết. Hoa anh đào được chia thành hai loại là anh đào sớm, cánh đơn và anh đào buổi tối, cánh kép. Nở vào giữa mùa xuân từ tháng 3 đến cuối tháng 4 khi rất nhiều hoa mai đã bắt đầu héo, và chỉ có 7 ngày để mỗi hoa anh đào nở và tàn, nhưng phải mất 2 tuần để toàn bộ cây anh đào nở hoa rồi tàn hẳn. Ngoài thời kỳ ra hoa, còn có một điểm khác biệt đáng kể của hoa mai là phần lớn có mùi thơm nồng, còn hoa anh đào, hoa đào, hoa mơ về cơ bản là không có hương thơm. Thời gian ra hoa được xếp theo thứ tự từ sáng tới tối là hoa mai nở trước, đến hoa anh đào, rồi mới đến hoa đào, và hoa mơ sẽ nở sau cùng. Thứ hai, hoa đào. Tiếng Trung đọc là hào hoa, tiếng Anh là Peach Blossom, tiếng Latin là Furunus persica. Thân cây hoa đào tương đối nhỏ, cành của hoa đào thì có màu nâu ửng đỏ, nhẵn mịn với các sọc ngang không bị nứt và không bị thâm đen. Vỏ cây khi già thì có màu trắng nhợt nhạt. Về phần cuống hoa
ta có thể nhớ một cách đơn giản theo thứ tự độ dài của cuống là hoa đào dài nhất rồi tới hoa lê. Còn hoa có cuống ngắn là hoa đào, hoa mai, hoa mơ và hoa lý thì thậm chí lại không có cuống. Lá của cây hoa đào có phiến hình elip, mũi mát, mép có phiến răng cưa nhỏ mịn và cả hai mặt thì không có lông. Cuống lá dài khoảng 1-2 cm. Đài của hoa đào là không cứng. Hoa thì có các loại từ thun dài đến hình trứng. Có hai loại cánh đơn và cánh kép. Cánh hoa thì mềm mại, không có vết tách, màu phớt hồng hoặc gần đỏ, có nhị màu đỏ tím. Khi nở hoa và lá thì ra cùng một lần và thường nở vào giữa xuân từ tháng 3 đến cuối tháng 4 khi nhiều hoa mai mận đã bắt đầu héo. Tại Việt Nam thì hoa đào thường nở vào dịp cuối đông. Hoa đào, hoa lý, hoa lê thường ra lá cùng một thời điểm. Quả của hoa đào được gọi là quả đào với một cái hốc ở giữa. Bề mặt quả có rãnh dọc lỗm, đỉnh nhọn, mặt ngoài phủ lông mu, thịt quả dày và có rãnh nhăn. Thứ ba, hoa lê. Tiếng Trung Quốc đọc là lị hoa, tiếng Anh là Asian Fair Blossom, tiếng Latin là Firus Firifolia. Hoa lê thuộc chi lê trong họ hoa học. Xét về hình dạng, lá của cây hoa lê thì hình xoan tròn, to, có răng cưa ở dạng gai ở mép. Và cây hoa lê thường ra lá một lần cùng với thời điểm của hoa đào và hoa lý. Cuống của hoa lê thì hơi ngắn hơn cuống hoa đào. Và chùm hoa lê thì thường có nhiều hơn 8 bông. Các cánh của hoa lê gần hình tròn tương đối to hoặc hình bầu dục rộng tương đối đầy đặn, màu trắng ngà, căng mọng, hầu như không có vết nứt trên hoa. Nhị thì có sẫm màu và hơi đỏ, sau khi nở hoàn toàn thì trở thành một màu đỏ như son vậy. Một số người gọi hoa lê là người đẹp có làn da trắng nhưng có đôi mắt đỏ. Thứ tư, hoa lý. Tiếng Trung Quốc đọc là lị hoa, tiếng Anh đọc là Japanese Plum Blossom, tiếng Latin là Furunus salicina và salicina. Chúng ta hãy xem hoa lý, hoa lê theo tiếng Hoa đều có cách đọc gần giống nhau là lị hoa. Nhưng hoa lý thuộc chi Furunus, họ hoa hồng, Rosaceae. Còn hoa lê thì thuộc chi Firus, họ Rosaceae. Các lá của cây lý thì hầu hết ở dạng trứng, mép lá cuồn và có răng cưa nhiều. Cách đơn giản, nếu như các bạn không thể nhớ thì chúng ta hãy nghĩ về quả của chúng ở trên thân. Hoa lý mảnh, nhỏ hơn hoa lê và chỉ nở khi hoa lê đã tàn. Các nhị hoa cũng mập nhẹ và nông, có màu vàng nhạt, xâm xuê, hơi giống hoa đào và thường mọc thành chùm ba hoa nhưng lại có hương thơm đậm đà. Có thể giúp ta dễ phân biệt với hoa anh đào cũng có lá đỏ nhưng lá to hơn và không có hương thơm. Có giống hoa lý là Furunus cerasipra atropopodea, gần giống nên thường bị nhầm với hoa anh đào vì thời gian hoa nở giống như anh đào sakura. Cũng có nơi gọi là cây mai lá tím, đường kính khoảng 2.5 cm, quả màu đỏ sẫm. Thời gian ra hoa của hai loại này hầu hết đều vào giữa mùa xuân từ tháng 3 đến cuối tháng 4. Hoa đào, hoa lý, hoa lê thường ra lá cùng một thời điểm. Hoa lý thường có màu trắng tinh, nhị vàng nhạt, hoa nhỏ hơn, thường có 3 hoa cạnh nhau, mọc rất là xum xuê và hơi giống hoa đào. Và phần lớn thì hoa nửa dựa vào cành, mọc vắt vào nhau thành từng chùm bám vào cành hoa, nhưng các hoa không tách rời. Màu sắc hoa lê là trắng ngà, mọc thành cụm hơn 7 hoa nhỏ, nhị hoa màu hồng rõ ràng. Cánh hoa nở ra lớn hơn hoa lý và mở ra cùng lúc với lá. Còn các cánh hoa thì gần hình tròn hoặc hình bầu dục rộng và tương đối đầy đặn. Hơn nữa, thời kỳ nở hoa của hoa lê thì muộn hơn một chút và phải đợi đến đầu tháng 4 thì mới trổ. Và thời gian ra trung bình vào khoảng 20 ngày. Thứ năm, hoa mai mận. Tiếng Trung Quốc đọc là mỹ hoa, tiếng Anh đọc là Japanese Apricot Blossom, tiếng Latin là Furunus Mumea.
Hoa mai mặn có kích thước tương đối nhỏ, cành hoa mai mặn khi non thì có màu hơi đỏ, sau đó chuyển sang xanh. Về già thì vỏ cây bị nứt nẻ và màu thâm đen xám, thô ráp, xù xì. Cuốn của hoa thì ngắn, thậm chí không có cuốn, mà hoa mọc thành chùm với nhiều cuốn vắt vào thành từng chùm bám vào cành hoa. Và hoa thì có 5 lá đài cứng và dài, ôm sát cánh hoa. Trong số các loài hoa nở xuân thì cánh của hoa mai là hoàn hảo nhất, vì chúng gần thành một hình tròn hoàn hảo. Hoa nở như 5 cánh hoa tròn đối xứng xung quanh một hình tròn nhỏ. Hoa mơ và hoa mai mặn giống nhau hơn cả, là cả hai đều không có lá khi nở. Tuy nhiên, hoa mai cánh kép thì nhị hoa ngắn hơn. Hoa mai mặn thường ra hoa trước khi ra lá, và như thắng đã đề cập ở trên thì chỉ có cành của mai thật là có màu xanh. Còn các loài mai, lý, anh đào khi được trồng lai ghép nhân tạo khác thì đều có những lát lai giữa bố và mẹ, nên chúng ta sẽ khó xác định cây. Ví dụ, cây mai mơ được lai ghép giữa mai mặt và mơ thì có cành và lá giống quả mơ. Hoa có nhiều cành hay nhiều tầng cánh. Phần cuốn của quả lai giữa anh đào, lý, mai mặt thì lại tương đối dài, và cái cấu hình dáng của nó đều mang nét giữa quả mai mặn và quả lý. Để phân biệt hoa mai mặn với các loài hoa khác, một trong những điểm đáng kể nhất là hương hoa. Hầu hết các hoa mai mặn đều có mùi thơm nồng, nhưng hoa đào, hoa anh đào, hoa mơ và các loài hoa khác về cơ bản là không có nhiều hương thơm, trừ hoa mai mơ là trường hợp đặc biệt. Còn riêng loại mai mơ hoa trắng và hoa mai mơ hoa hồng thì không có hương thơm. Trong các loại hoa thì hoa mai là loại đứng đầu và có thời kỳ ra hoa sớm nhất vào cuối mùa đông từ tháng 1 đến tháng 2 và có thời gian nở lâu hơn, kéo dài đến cuối tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, cũng có những giống hoa nở muộn như là mai lá du ở miền Bắc Trung Quốc chỉ nở sớm hơn hoa đào một tuần mà thôi. Thứ 6, hoa mơ, tiếng Trung Quốc đọc là xin hoa, tiếng Anh đọc là Aphicus blossom, tiếng Latin là Frunus sarameniaca. Cây hoa mơ có kích thước tương đối cao, không chỉ có lá đài màu đỏ đậm mà cành cũng có màu nâu đỏ đậm. Lá thì có hình trứng rộng hoặc hình trứng tròn, dài khoảng 5-9cm, rộng từ 4-8cm, có răng cưa tròn. Lá không có lông ở hai mặt hoặc có lông tơ ở nách, cuốn lá dài khoảng 2-3.5cm. Về già thì vỏ cây bị nứt nẻ và có màu thâm đen, thô ráp, xù xì. Thời kỳ nở hoa thì từ tháng 2 đến tháng 3. Khi mới nở thì nụ có màu hồng. Lúc nở rộ thì đều có màu trắng tinh. Cánh hoa tròn to, hình trứng màu trắng. Chủ yếu là loại 5 cánh đơn. Có nhị hoa rất dài, màu trắng vàng. Đài hoa cuộn tròn và có màu đỏ tươi sau khi hoa nở. Về cơ bản là không có hương thơm. Hoa mơ thực chất là một loài hoa đơn lẻ nhưng do mọc sát cành và nở dày đặc nên luôn khiến ta có cảm giác ngờ rằng chúng đang nở thành chùm chen chúc nhau và không có lá đan xen như những loài khác. Với một số cách đơn giản để nhận biết như trên, hy vọng quý vị có thể tự phân biệt được rõ ràng các loài hoa ưa thích trong những ngày đầu năm. Mời quý vị và các bạn đón xem phần 2 Hoa mai mơ trong đời sống của nhân dân các nước vùng Đông Á. Kính chúc quý vị cùng toàn giáo quyến bước sang năm mới với thật nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Thân ái, chào tạm biệt.